Xin chào, mình là Ken, chào mừng các bạn đến với channel của mình Mình làm về thời trang và một chút những thứ liên quan đến cuộc sống của mình Thì chúng ta cũng đã bắt đầu tiếp cận đến những tuần cuối cùng trong năm rồi Và đến những tuần cuối cùng trong năm này thì mình sẽ plan sản xuất những cái video nó mang hơi hướng cảm hứng của mình hơn Và như các bạn đã đọc được trên title của video này Mình sẽ giới thiệu với các bạn một chai nước hoa mà cá nhân của mình nghĩ sẽ là siêu phẩm của mùa đông năm nay Và nếu bạn có thể rock được chai này thì top notch Đây là cái nhìn đầu tiên về em nó Utsa Mood của Maison Francis Kurkdjian. Ok Sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi Intro Trước khi đi vào video thì mình phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi CL Men Store Nhà phân phối những sản phẩm grooming cho nam giới hàng đầu tại Việt Nam Thông tin chi tiết hơn về CL Men Store Mình sẽ nói phía sau video Được rồi thì út Sa Mood Thực ra là lần đầu tiên mình giới thiệu chai nước hoa này cho các bạn là vào Black Friday năm ngoái nhưng mà cho đến tận bây giờ mình mới có thể cảm nhận được hết những cái vẻ đẹp trong cái chai này và mình có thể nói rằng chai nước hoa này là chai nước hoa mùa đông yêu thích nhất của mình. Thì nói qua một chút thông tin của Utsan Mood thì chai Utsan Mood này là một trong những chai trong bộ sưu tập Uts của nhà Maison Francis Kurjan. Nếu mà bây giờ các bạn đang hỏi là Francis Kurjan là ai và đấy là cái hãng nào thì Francis Kurjan là người điều chế ra chai, Jean Paul Gaultier là nào? Một cái chai nước hoa phải gọi là kinh điển cho beginner kinh điển cho toàn bộ nam giới. Thì Ud Sạn Mood thực ra là em Ud là release cuối cùng của Francis Kurchin trong bộ sưu tập Ud. Release đầu tiên của Francis K là út sau đấy là út Silk Mood, kèm theo đấy là út Velvet Mood và út Cashmere Mood. Thì thực chất rất đáng tiếc là Francis Curtin đã kết liễu Velvet Mood và Cashmere Mood mà rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn mỗi Original Ud Silk Mood và Sạn Mood. Thông tin tiếp theo mà các bạn cần phải lưu ý về cái đám út này và cụ thể là út Sạn Mood đó chính là những cái chai này đều có hai nồng độ khác nhau. Một bản là út de Perform và một bản là Extra de Parfum. Ví dụ như cái chai nguyên bottle của mình đây, các bạn có thể đọc được ở dưới này là Eau de Perform. Còn cái bản sample mình đang có ở đây cũng là út Sạn Mood nhưng mà các bạn có thể đọc được ở dưới này là Extra de Parfum. Thì lưu ý đầu tiên trước khi đi vào review luôn đó chính là các bạn hãy dè chừng với phiên bản Extra. Nếu mà các bạn thấy thích và cảm nhận được mùi hương của bản bình thường bản Ultra Parfum thì sau đấy các bạn mới nên suy nghĩ đến việc sở hữu chai Extrait. Nôm na các bạn có thể hiểu là extract là phiên bản dùng doping của Ultra Parfum. Ok, bây giờ thì đi vào review chi tiết cái chai Ultra Sản mua này nhá. Đầu tiên là về packaging đi. Thì như các bạn có thể thấy packaging cực kỳ hoàng gia luôn. Toàn bộ packaging của nhà MFK thì mình không có gì để chê hết. Nếu mà các bạn mua từ hãng thì các bạn sẽ nhận được một cái hộp to đùng như thế này cơ chai nước hoa sẽ được đặt bên trong cái hộp này. Chi tiết hơn về packaging thì đầu tiên cái bìa cover của nó là màu vàng với màu xanh navy. Nhìn rất hoàng gia, cực kỳ huyền bí luôn Mở cái hộp ra thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái pull tab kéo ra cực kỳ dễ dàng và nằm ngay ngắn bên trong Út sạn mút Thực ra là packaging nó có hai lớp lẫn cơ Bên trong này là một cái hộp con nữa cũng ghi là Maison Francis Kitchen Và cái hộp thì nó hơi hơi ánh tím một chút nhưng mà đấy người ta sử dụng cái pull người ta kéo từ bên ngoài luôn cho nhanh mọi người hay biết đến nhà mfk qua cái chai baccarat root 540 thì cái chai đấy là thủy tinh trong kèm theo là cái nắp kim loại vàng còn cái chai út sạn mút này và toàn bộ cái collection út đều là chai màu đen kèm theo đấy thì vẫn nắp mạ vàng và đầu xịt mạ vàng tổng thể cái design của cái chai này thì mang lại cho mình một cảm giác góc cạnh là một mình rất là thích những cái thể góc cạnh thứ hai nữa là huyền bí và thứ ba nữa là rất sang trọng baccarat Rouge thì sang trọng theo kiểu pha lê sang trọng theo kiểu tinh khiết còn út sạn mút là sang trọng theo kiểu quý phái, sang trọng theo kiểu quyền lực và sang trọng theo kiểu đẳng cấp. Ok tiếp theo nói về ngoại hình như vậy là đủ rồi. Đi vào tận cốt lõi bên trong đi vào tận mùi hương của em nó như thế nào mới mở cái nắp ra thôi nó quá là ngao ngát đi thì út sạn mút là một chai nước hoa có nồng độ là edp order perfum nhóm hương của chai nước hoa này là oriental woody có nghĩa là hương gỗ phương đông và powdery có nghĩa là hương hơi bột một chút nốt hương của út sạn mút thì đây là một chai Linear. Linear có nghĩa là nốt hương không chia tầng lớp đầu tiên là violet hoa tím sau đấy là hai loại hoa hồng liên tiếp Bulgarian rose hoa hồng bungary và turkish rose là hoa hồng thổ nhĩ kỳ sau đó là út tiếp theo là vanilla và cuối cùng là benzoin Ok, đọc trên sách vở là như vậy Thế còn cái thực tế thì sao? Trải nghiệm của chai nước hoa này là như thế nào? Rất là vuông vắn, cái nắp là nắp kim loại mà được mạ vàng Oh my goodness Để bình tĩnh lại nhá, cái đầu tiên mà mình cảm nhận được ra nó không hề là út một chút nào hết Nó là sự kết hợp của violet hoa tím Cộng với hai loại hoa hồng Cộng với cả vanilla không hề thấy út ở một chỗ nào hết luôn cái mùi hoa hồng này nó phải mạnh ngang bằng cái chai unrose của frederick moore nhưng mà chai unrose là mùi hoa hồng hơi chát một chút còn út sạn mút là mùi hoa hồng cộng với vanilla nó làm mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn trở nên ngon hơn và kèm theo cái nốt hương violet Nó làm mọi thứ rất là sạch sẽ Kiểu như mọi thứ cực kỳ tinh khiết Cho đến bây giờ là tầm khoảng 2-3 phút sau Mình mới bắt đầu thấy sự trỗi dậy của út Út thì nếu mà các bạn ngửi không Nó sẽ tanh ngang với long diên hương Thậm chí là tanh hơn long diên hương Út là một nốt hương lấy từ Agar Và lấy từ Eagle đọc méo còn mục thì đặc điểm mùi của út là nó không hề giống bất kỳ cái mùi gỗ nào mà các bạn nghĩ được trong đầu kiểu như là gỗ đàn hương sa đồ này rồi gỗ tuyết tùng là cedar Wood này và gỗ santal này ba cái loại gỗ đấy thì ngửi nó vẫn cứ có một cái mùi rất là mộc mạc rất là gỗ còn mùi gỗ út thì nó ngửi cực kỳ ẩm cực kỳ tanh và nó còn hơi hướng hương nhang nữa vậy nên thường thường những cái chai nào mà nặng gỗ út thì cực kỳ là khó để mà cảm nhận chỉ có những ai thực sự chơi hardcore thì mới có thể cảm nhận được những cái chai đấy còn đối với út sạn mút thì út ở đây không phải là người chơi chính út ở đây nó đóng một cái vai trò kiểu như là trigger một cái cò để mà làm cho mọi thứ trở nên cuốn hút hơn út ở đây không hề tanh một chút nào út ở đây không hề gắt một chút nào hết các bạn cứ tưởng tượng là nếu một chai nước hoa mà chỉ có mỗi rose hoa hồng rồi với vanilla rồi với violet thì nó sẽ khá là nhạt nhòa tất nhiên là mở đầu ra thì khá là đẹp rồi nhưng mà xuyên suốt cả hành trình của trái nước hoa thì nó khá là bình thường vậy nên là yếu tố út ở đây nó kiểu như là đánh vào thêm một chút spicy nó có thêm một chút hơi gắt nó có thêm một chút gì đấy tối cái tông xuống và nó làm tổng thể cho toàn bộ mùi của chai nước hoa trở nên tối hơn thực ra là cái đoạn mở đầu của cái chai này khá là dễ ngửi nếu mà các bạn thử cái mùi này thì mình đoán là 90 phần trăm của các bạn sẽ có cảm nhận rất là tích cực về cái mùi này nhưng mà chỉ đợi tầm khoảng 15 20 phút thôi thì cái chai này nó mới trở thành một con quái vật mùi nó tối hẳn xuống nó nặng trịch và bắt đầu nó có cái cảm giác phấn rôm hiện tại bây giờ nó mới bắt đầu ngấm dần và nó mới bắt đầu bộc lộ ra bản chất thật của nó là gì và cá nhân của mình nghĩ nghĩ rằng các bạn lần đầu tiên thử sẽ không thích cái này một chút nào hết Các bạn sẽ cố gắng lấy khăn ướt để trà đi nhiều nhất có thể Bởi vì các bạn sẽ không thể chịu được cái mùi này Nó quá là nồng, nó quá là ngọt ngào, nó quá là phấn đi Mình sẽ ví cái chai út sạn mút này kiểu giống như là một buổi tối trong phòng trà nhạc trà Nó sang không? Nó rất là sang Nó có tối không? Ánh sáng ở đấy rất là tối Nó có thực sự làm các bạn phải wow, phải trầm trồ không? Chắc chắn luôn Nhưng mà không mấy ai cảm nhận được trà Không mấy ai mà nghe jazz lần đầu đầu tiên lần thứ hai mà thực sự cảm nhận và thực sự yêu thích nó nhưng một khi các bạn đã cảm nhận được jazz các bạn cảm nhận được sự phức tạp các bạn cảm nhận được những cái tuyệt phẩm thì các bạn sẽ cảm thấy cái chai này thực sự thực sự lôi cuốn và các bạn không thể nào rớt mũi ra được và cuối cùng đến khi mọi thứ sẽ đổ đau nước hoa nó nằm ở trên cơ thể của bạn và bắt đầu nó bộc lộ được ra toàn bộ những gì nó có thì nó sẽ nguyên như vậy mãi cho đến khi nó hết thì thôi vậy nên tại sao chai này là line year nó không phải là nước hoa có tầng lớp ok vậy đó là mùi hương của út phiên bản Ultra the mình sẽ nói qua một chút về cái phiên bản extra De Parfum này luôn trong cái chai extract The perform này thì còn có thêm sự xuất hiện của geranium là hoa phong lữ và cinnamon là quế thì ngay đến đây các bạn sẽ biết được là cái mùi này nó sẽ còn hơi cay nồng và nó sẽ còn nặng hơn như thế nào nữa vậy nên là thực sự luôn mình rất khuyên các bạn hãy thử u de perform trước sau đấy nếu mà các bạn quá nghiền u de perform thì các bạn mới nên cân nhắc phiên bản extract của nó ok tiếp theo là về hiệu năng thì út mút sẽ hoạt động như thế nào mùi hương khủng bố như thế này Tất nhiên rồi, hiệu năng cũng sẽ không làm bạn thất vọng. Đầu tiên là độ lưu hương đi. Thì cái chai nước hoa này, độ lưu hương nó tính theo ngày chứ nó không tính theo giờ. Nếu mà xịt nước hoa lên da, lên cổ, lên tay của bạn thì nó ít nhất là lưu hương được hai ngày. Nếu mà các bạn xịt một phát ở gáy mà nó hơi vào cái lỗ chân lông một chút thì nó sẽ còn giữ được tầm 3 đến 4 ngày. Còn nếu mà các bạn xịt vào quần áo thì độ lưu hương phải tính đến tuần chứ không phải là ngày nữa. Về độ tỏa hương đi thì nó là quái vật Beast Mode Các bạn tưởng tượng như thế này này Bây giờ Việt Nam đã có tàu điện trên cao rồi đúng không? Thì các bạn mà xịt cái chai này vào Mới xịt luôn nhá Thì các bạn đứng đầu tòa Cuối tòa sẽ ngửi thấy cái mùi này Còn nếu ai đấy mà đứng cạnh bạn mà ở trên tàu luôn ấy, Thì khả năng cao là họ sẽ ngất Mình nói thật sự luôn ấy Không quá đào một chút nào đâu Chai này mình chỉ sử dụng hai shot mà thôi Nếu mà mình sử dụng hai shot trở lên Thì toàn bộ người mình sẽ trở thành một cái cục phấn rôm Cực kỳ gây khó chịu cho người khác và mình khuyên là các bạn không nên làm vậy và cái độ tỏa của út thì nó cũng phải thuộc dạng bá đạo luôn nó cứ tỏa phá phá như thế ít nhất là là 8 tiếng đồng hồ Nó không hề có hiện tượng yếu đi gì hết Phải qua 8 tiếng rồi thì bắt đầu nó mới đi xuống từ từ Và qua một ngày trời thì bắt đầu nó mới trở thành skin sen Vậy nên là đối với cái chai út sản mút này Thì mình không khuyên các bạn respray Các bạn chỉ cần sử dụng đúng một lần một ngày mà thôi Và từ cái hiệu năng cộng với mùi hương này Thì mình lại có thêm một cái lời khuyên đối với các bạn nữa Đó chính là các bạn chỉ nên sử dụng cái chai này Trong thời tiết xe xe lạnh mà thôi Thời tiết mà hơi nóng mà là còn hơi ẩm một chút ấy thì út sạn mút nó giống như một quả bom không một ai có thể đứng bên cạnh bạn quá 5 phút cả và cá nhân của mình nghĩ thì các bạn cũng sẽ không thể chịu đựng nổi bản thân nếu mà các bạn sử dụng cái chai này trong mùa hè ok vậy đó là đánh giá của mình về út sạn tiếp theo vấn đề cuối cùng mà không kém quan trọng là chính là giá giá của út sạn phiên bản út theo niêm yết của hãng là 205 ơ e. nôm na đâu đấy sang tiền việt là tầm khoảng 5 triệu rưỡi còn cái phiên bản extra De này thì là 290 ơ e đâu đấy rơi vào tầm khoảng 7 triệu rưỡi tất nhiên là cho cái chai cỡ bình thường như thế này 70 ml nhưng mà khá đáng tiếc các bạn ở Việt Nam sẽ không thể nào có được cái giá như vậy giá tốt nhất mà mình có thể tìm được là ở Seal Store với 6 triệu đồng cho phiên bản Old Puffer và Seal Store có chia sẻ với mình là họ sẽ về phiên bản Extra với cái giá là 8 triệu đồng thì thực sự đây cũng là một chai nước hoa không hề rẻ một chút nào hết đây là nước hoa niche và cái giá tầm trung của nước hoa niche còn bản Extra cũng là giá tầm cao của niche rồi vậy nên là mình rất khuyên anh em tìm chiết của chai này Trước. nếu mà sau đấy các bạn thực sự thích thì các bạn mới nên xuống tiền mua full đồ. ok vậy đó là toàn bộ chia sẻ của mình về chai nước hoa mà mình thích nhất trong mùa đông năm nay út sạn mút mùa đông này là mùa thứ hai mình có chai này rồi và út sạn vẫn chưa hề bị tước ngôi đầu nếu mà các bạn có đi prom hay là có đi tiệc cuối năm vào buổi tối nhá các bạn đóng shoot lên các bạn đóng blazer rồi các bạn ăn mặc dress xong một chút mà xịt cái này thì đúng rồi Ok và để kết thúc video thì mình phải cảm ơn nhà tài trợ của mình đó chính là Xiaomi Men Store. Xiaomi Men Store hiện tại không chỉ là nhà phân phối sản phẩm grooming lớn nhất tại Việt Nam nữa mà Xiaomi Men Store đang còn mở rộng thêm cực kỳ mạnh về mảng nước hoa. Từ những chai nước hoa designer brand kiểu như là Dior Sauvage, Versace, Eros rồi John Paul và Tilly Mel cho đến những chai nước hoa niche ví dụ như là của nhà MFK này, của By Killian, của Le Labo, của Creed và của Frederick Moore. Seal Store sẽ đều có chiết và full bottle để phục vụ với từng nhu cầu của các anh em. Và mình lấy uy tín của mình ra để đảm bảo với các bạn rằng Seal Men Store chỉ bán nước hoa thật. Seal Store sẽ là một nơi để các bạn trải nghiệm khám phá và mua sắm nước hoa mà không hề phải lo lắng hàng fake. Vậy nên các bạn đừng chần chừ hãy click vào cái link phía bên dưới truy cập thẳng vào website của Seal Men Store. Chọn những cái sản phẩm mà các bạn có thể ưng ý nhất và đừng quên rằng vì Seal Store là sponsor của Kiên Phạm. Vậy nên là mình cũng sẽ có những cốt giảm giá cực kỳ ưu mà chiều video cho ghi vào một đó nha Link in the description Ok, trong những video cuối năm thì mình sẽ nói về những collection của mình Collection về sáp, collection về tủ giày Collection về phụ kiện hoặc collection về quần áo. Nếu mà các bạn thấy hứng thú thì đừng chần chừ, hãy nhấn vào nút subscribe, nhấn luôn cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình có video mới. Mình cũng sẽ để những cái link social media của mình phải bên dưới dưới cái box. Các bạn hãy follow insta của mình để cập nhật thêm những cái thông phối đồ, mix and match những tông khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về mens style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.